Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, môn triết học ngôn ngữ ta tạm dừng lại, mặc dù còn ba chuyên đề chưa kịp triển khai. Dừng lại thì cũng nhẹ cho quý thầy quý cô để khỏi phải học và ôm nhiều thứ. Trên nguyên tắc thì chúng ta chỉ có khoảng 14 chuyên đề. Có chuyên đề thì triển khai 2 buổi. Do đó mong quý thầy cô cứ chịu khó ôn những chuyên đề mà đã được học trên lớp đó. Thì đề thi nó chỉ xoay quanh những vấn đề đó mà thôi. Học nhiều trở thành vô địch. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích về một cái đề tài luận văn cấp thạc sĩ chuyên ngành triết học, và đây là triết học về Hồ Chí Minh. Mấy buổi sau thì chúng tôi sẽ dành thời gian phân tích về các chuyên đề liên hệ đến triết học Phật giáo, dân học Phật giáo và thiền học Phật giáo, được trình cho Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu các bài mẫu như vậy để chúng ta thấy quy định của Việt Nam về vấn đề luận văn là thế, và mình cố gắng tuân thủ theo để chúng ta làm thống nhất mẫu mã trình bày và các vấn đề liên hệ. Hôm nay ta phân tích thử bản tóm tắt luận văn thạc sĩ của sinh viên Thái Thị Thu Hường về đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là một đề tài mà tựa đề là quá dài. Vì làm tựa đề dài đó, chúng ta thấy chủ đề chính của đề tài này là gồm có hai phần. Thứ nhất, quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. Thứ hai, sự vận dụng của đảng Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Mà giai đoạn hiện nay là từ năm nào cũng đề. Trên nguyên tắc á, thì cái tựa đề như thế này là nó chỉ đạt được 70% thôi, chứ chưa trọn vẹn được. Bởi vì cái khái niệm hiện nay là quá rộng. Thường bản tóm tắt một luận văn nó có mối liên hệ với bản đề cương của luận văn. Đề cương là cái bao quát, mà tóm tắt là cái thành quả nghiên cứu trên cái khung sườn bao quát đó. Bây giờ chúng ta làm cái công tác là nghiên cứu phân tích ngược, đó là dựa vào cái luận, cái bản tóm tắt, bỏ đi các phần diễn đạt của từng chương mà chỉ giữ lại tiêu đề chương, thì ta có đó là bản đề cương của luận văn hay luận án. Cách thức trình bày đây thì nó giống với những gì mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây vài tuần. Bây giờ chúng ta đưa vào phần nội dung chính để phân tích cách thức triển khai đề tài này như thế nào, và sự đạt yêu cầu của luận văn để dẫn đến tình trạng là được chấm và chấm điểm xuất sắc cho luận văn này.
Thứ nhất là phần mở đầu gồm có các vấn đề chính sau đây, một nhỏ: lý do chọn đề tài. Việc giới thiệu bao quát về lý do chọn đề tài sẽ giúp cho người nghiên cứu đó phát họa được cái động cơ, mục đích, giá trị và tầm quan trọng của nó, thay vì là chọn những đề tài khác. Lý do chọn đề tài này bắt đầu vào việc đề cập đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh mà tổ chức UNESCO đã tôn vinh như là một danh nhân văn hóa thế giới của thế kỷ 20. Thế đó là một trong những lý do. Lý do hai đó là tư tưởng của Hồ Chí Minh, bao gồm những vấn đề chính như giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, rồi chủ nghĩa độc lập dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với thời đại, rồi quyền làm chủ nhân dân, cách xây dựng đất nước nhân dân. Thì đó là cái lý do thứ hai mà tác giả nêu ra. Ở đây thì lại không có ghi cái phần A, B, C hoặc là 1, 2, 3. Mà khi làm đó, chúng ta cố gắng là phát họa bằng những cái mặc định con số để giúp cho người chấm mình đó thấy rõ được các cái nội dung mà mình đang làm, nhanh chóng hơn, cụ thể hơn. Lý do thứ ba đây là sự nối kết về mục tiêu độc lập đất nước và dân tộc với chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh của đại hội đại biểu lần thứ 7 của đảng, tức là việc tái lập lại cái mối quan hệ và ứng dụng của đảng cộng sản về học thuyết này tại Việt Nam trong bối cảnh tiền đại hội thứ 7. Và lý do thứ tư đó là gắn kết với khuynh hướng đó trong bối cảnh đất nước đổi mới. Đại hội 10 của Đảng Cộng sản và những vấn đề về hòa bình, nhân quyền, chủ nghĩa dân tộc và nhiều vấn đề chính trị nhạy cảm ở tại Việt Nam. Từ đó ít nhất là phần dẫn nhập này đó nêu ra được 4 lý do cho việc chọn đề tài. Thì vậy chúng ta thấy cái chủ đề đó là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh và sự ứng dụng của Đảng Cộng sản trong kênh hiện tại, mà nêu ra 4 lý do như vậy nêu thì tạm gọi là đạt yêu cầu. Để ra các lý do liên hệ đến cái bối cảnh của hiện tại càng phải được nổi trội hơn, vì phần đó là cái phần độc lập, ít nhất là chiếm 50% của luận văn này. Nhưng mà luận văn thì nhấn mạnh đến cái lý do cho cái phần đầu nhiều hơn là phần thứ hai. Cho nên đối với đề tài nào mà trong tựa đề đó ta có một nội dung thì lý do xoáy xoanh vào một nội dung đó. Nếu có 2 nội dung và 2 nội dung này là 50-50 thì các lý do cũng được phân bổ đồng đều. Ngoài ra còn phải có những lý do liên hệ, nối kết trong một tương quan. Phần hai nhỏ: tình hình nghiên cứu về đề tài. Thì thường ở nước ngoài ta dùng bằng một từ khác, đó là điểm qua lịch sử văn học đề tài. Dù là dùng từ nào đi nữa thì chúng ta thấy đây là cách giới thiệu bao quát về lịch sử của đề tài mà các tác gia trước đã viết và công bố. Các luận văn, thạc sĩ, phó thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đã đầu tư và khám phá các phương pháp mà các tác giả và các nghiên cứu sinh đã làm, những phạm vi nghiên cứu mà họ đã đầu tư, những đóng góp mà họ đã khám phá, những giới hạn mà họ đã để lại và những cái phần mở. Ít nhất là trong phần điểm qua tình hình nghiên cứu về đề tài, ta phải nêu bật được việc đó.
Niệm Phật ở một cái cách tương đối là khéo léo hơn, chứ đừng có nói một cách quá chung chung về đề tài này. Cho đến bây giờ có 20 tác phẩm A, B, C, D liệt ra hết, thì cái đó nó chẳng phải là điểm văn học. Điểm văn học ở đây nó giống như là phần điểm sách. Thay vì điểm sách chỉ điểm một cuốn, giới thiệu nội dung bao quát của tác phẩm đó như thế nào, thì cái việc điểm tình hình nghiên cứu đề tài đó là dùng cái văn phong phân tích, đánh giá mặt nổi trội và mặt yếu kém của nó. Nổi trội là những đóng góp, yếu kém là những phần bỏ dở, hoặc là phương pháp có vấn đề, các nội dung nghiên cứu có vấn đề. Nếu chúng ta phân tích được những điểm đó đó, thì mình mới chứng minh cho người hướng dẫn, cho người chấm, cho người phản biện thấy rõ được đâu là đóng góp mới của mình trong mảng văn học đó. Ở đây nêu ra một số công trình nghiên cứu như là Chiến lược Đại đoàn kết Hồ Chí Minh, rồi Hồ Chí Minh với việc xây dựng đảng, Về trí tuệ, góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản, góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh của các tác giả khác, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, và liệt ra thêm nhiều luận văn cũng như là sách khác. Thì ở đây chúng ta thấy là cách điểm qua tình hình nghiên cứu đề tài là quá sơ sài, đi theo dạng mô tả và liệt kê. Mà đối với một cái luận văn á, thì như thế là chưa đạt yêu cầu. Lẽ ra đó, chúng ta cần phải nêu ra tác phẩm đó nhấn mạnh góc độ nào, và nó khác với tác phẩm trước đó cũng như là tác phẩm sau này đó, nó khác với tác phẩm có trước là cái gì. Thứ nhất là về phương pháp luận, thứ hai là phạm vi nghiên cứu, và thứ ba đó là các vấn đề được nêu ra mổ xẻ. Nếu như ta không nêu bật được ba phương diện đó trong việc điểm vào một đề tài, thì phần điểm vào tình hình nghiên cứu của đề tài là chưa đạt yêu cầu. Ở đây họ đi theo một cách cũng tương đối có thể chấp nhận. Sau khi liệt ra khoảng 20 tác phẩm về chủ đề, thì bên dưới họ mới đánh giá các tác phẩm này đi vào những vấn đề chính sau đây. Thứ nhất là cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Rồi thứ hai là vai trò Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Thứ ba là vấn đề đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc. Thứ tư, vấn đề phát triển vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Thì như vậy đó là hầu như không đánh giá được, không phân tích được tác phẩm nào đi vào vấn đề 1, tác phẩm nào đi vấn đề 2, tác phẩm nào đi vấn đề 3, tác phẩm nào đi vấn đề 4. Và việc đi như thế là có đạt yêu cầu hay không, để được gọi là một đóng góp, một sở trường, một mặt mạnh. Đó là cái phần điểm tương đối là quá sơ sài. Khi điểm vào học đề tài thì chúng ta cũng nên lưu ý các thông tin xuất bản của tác phẩm không nên được liệt ra như ở trong bài viết này. Ví dụ như nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản tại Hà Nội năm 1996, mấy cái này ta đưa xuống cước chú hết, không phải để cho người đọc phải mất thời gian phân tâm cho những thông tin không cần thiết. Cái mà người ta cần đó là phân tích vào những cái đóng góp, tức là mặt mạnh, và những cái yếu kém nếu có của tác phẩm. Còn cước chú sẽ giúp chúng ta nhìn bao quát về bản chất của nó như thế nào. Rồi như vậy, theo chúng tôi, luận văn vừa nêu mặc dù được chấm điểm xuất sắc, nhưng phần mà điểm qua vòng đề tài là chưa đạt yêu cầu, mới khái quát được 50% cái công việc thôi, tức là liệt ra được có bao nhiêu tác phẩm xuất bản về nó và xuất bản năm nào, hoàn toàn bỏ trống cái phần phạm vi nghiên cứu các tác phẩm đó, phương pháp nghiên cứu các tác phẩm đó, các đóng góp của các tác phẩm đó, những giới hạn các tác phẩm đó. Và sau khi liệt kê những phương pháp đóng góp giới hạn của những tác phẩm, thì ta phải nói rõ được tác phẩm của mình đó đi theo hướng nào. Ở đây hoàn toàn không có sự nói kết đó.
ba nhỏ, mục đích và nhiệm vụ của luận văn. Xin nói thêm, ở nước ngoài đó thì mục đích và nhiệm vụ á với cái phần ý nghĩa của đề tài nó là một thôi, nhưng mà trong nước á, Bộ Dục Đào Tạo quy định đó, nó là hai, tách ra thành hai phần. Thì giờ chúng ta cứ tạm theo cái quy định của Bộ Dục Đào Tạo để cho nó có cái mẫu mã thống nhất, để sau này đó các luận văn chúng ta trình cho các cơ quan giáo dục của nhà nước và các cơ quan quản lý, ta không đặt vấn đề về phương pháp của chúng ta. Mặc dầu á, tách ra làm hai đó là nó không chuẩn theo quy định chung của các trường đại học trên thế giới. Ở đây nêu ra các mục đích và nhiệm vụ tương đối là quá chung chung, nó chỉ có hai đoạn, mỗi một đoạn chỉ có hai ba câu thôi. Luận văn phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở này rút ra ý nghĩa của chúng trong giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay. Rồi nhiệm vụ, trình bày khái quát những điều kiện lịch sử tiền đề hình thành nên tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh, phân tích những quan điểm sách lược chiến lược và làm rõ sự vận dụng của đảng trong việc ứng dụng chính sách đại đoàn kết dân tộc. Có ba ý, mỗi một ý chỉ đó có đựng câu cho đến hai câu. Và đây là lý do mà chúng tôi nói là ở nước ngoài ta liệt cái phần này vô phần ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, vì tách ra cũng không có điều để ta nói. Những gì đã nói ở trên ý nghĩa xuống đây nhiệm vụ mục đích thì ta lặp lại hoặc là chẻ nhỏ ra thì nó lại không tạo ra tính thuyết phục cao. Cho ta thấy là chưa được một trang co chữ 25 hay là nó quá ít. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng đây được nêu ra là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tức là đối tượng là những vấn đề đó được nghiên cứu. Việt Nam thì thích dùng đối tượng, và nước ngoài người ta bỏ đi đối tượng thì đó là phạm vi nghiên cứu thôi. Phạm vi thì nói về cái chiều rộng hoặc chiều sâu, hoặc là những cái giới hạn về mảng văn học, về một chuyên đề, về một vấn đề nào đó mà chúng ta quan tâm, chứ không phải là nói một cách bao quát chung chung. Thì trong lúc mà xác định phạm vi nghiên cứu, chúng ta đã nói được các đối tượng, các cái chủ đề, các vấn đề chúng ta quan tâm rồi. Thì tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta cứ tôn trọng cái cách mà Việt Nam đã quy định. Ở đây đối tượng nghiên cứu là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Rồi phạm vi nghiên cứu là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Việc nêu ra như thế là quá sơ sài, không đạt được yêu cầu. Phạm vi nghiên cứu như chúng tôi đã giới thiệu trong những bài trước đó, thứ nhất chúng ta phải xác định được các cái đối tượng nghiên cứu, ở đây thì nêu ra được đối tượng. Thứ hai đó là cái nguồn văn học được giới hạn trong luận văn này là cái gì? Hoàn toàn là không có giới hạn mảng dân bản học. Và thứ ba, hầu như là cũng không giới hạn cái thời gian để trên cơ sở đó ta giới hạn mảng văn học. Do đó đặt ra một cái phạm vi mà nó quá rộng như thế rất dễ bị bắt bẻ. Nếu như trong quá trình phân tích nghiên cứu luận văn này mà tác giả không đề cập đến cái giai đoạn tư tưởng đại đoàn kết dân tộc khi ở nước ngoài, khi ở Lan, khi ở Pháp, khi ở Liên Xô và các hoạt động khác khi mới lập quốc tại Việt Nam sau năm 1945, rồi quá trình phát triển và những ảnh hưởng của nó, thì đề tài này được xem là quá rộng mà nội dung trình bày thì trở thành là quá hẹp. Do đó phải lưu tâm xác định rõ được cái phạm vi nghiên cứu đó, phạm vi nghiên cứu về mảng văn học, về thời điểm liên hệ đến các mảng văn học đó. Và trong phạm vi nghiên cứu này đó, nó cũng ít nhiều gì nói lên được tại sao mình giới hạn như thế. Bởi vì các tác phẩm trước, các luận văn trước đã phân tích rồi, đã đào sâu rồi, ở đây mình không đào sâu nữa. Tức là để tránh tình trạng lặp lại những thứ không cần thiết. Còn nếu như ta có lặp lại, phải lặp khác hơn về phương pháp luận, về nội dung được khám phá. Chứ còn mình nếu mình nói y hệt như những cái trước đã nói, có điều là chi tiết thêm về cứu chú, nhận thức thêm một số vấn đề, thì cái đó là không đạt yêu cầu. Cho nên một luận văn nó đòi hỏi đến cái mới rất nhiều so với một quyển sách thông thường.
5. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. Ở nước ngoài đó thì nguồn tài liệu không cần phải nêu ra, vì cái này đó nó được nằm ở trong cái phần thư mục tham khảo. Thư mục tham khảo là có quy định tài liệu 1, tức là tài liệu gốc, tài liệu 2, tức là những tài liệu nghiên cứu. Ở Việt Nam là quy định như thế này thì thôi mình cứ tạm chấp nhận đi. Thì đây họ đưa ra tài liệu nghiên cứu gồm có nguồn tài liệu liên hệ đến các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin, văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, các ấn phẩm, sách, báo, tạp chí bàn về vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Cái này là thua. Các công trình nghiên cứu luận văn, luận án có liên quan đến đề tài. Thì các công trình nghiên cứu thì được xem là tài liệu tham khảo cho luận văn thật sẽ được. Còn sách báo viết về đại đoàn kết dân tộc mà đưa vô làm tài liệu nghiên cứu là không đạt yêu cầu. Tôi nên lưu ý, đối với luận văn thạc sĩ trở lên thì các mảng tài liệu được trích dẫn phải là những tác phẩm có cái đẳng cấp tương đương với cái khóa học mà mình đang đầu tư. Ví dụ như mình đang làm thạc sĩ mà đi trích dẫn những cái sách giáo khoa của cử nhân là không đạt yêu cầu. Ở nước ngoài là người ta gạt bỏ liền. Thế nên là mình phải tuân thủ cái đó. Và thường á, báo, tạp chí thì thường đó là loại quá chung chung, quá phổ quát chứ không phải là nghiên cứu chuyên sâu. Dẫn chứng ra để phê phán nó về những giới hạn thì có thể tạm chấp nhận. Mà dẫn chứng nó để làm mạnh các quan điểm, các vấn đề mà mình nghiên cứu là khó chấp nhận. Cho nên chúng ta buộc phải đào sâu vào những vấn đề, vào những tác phẩm có đẳng cấp hơn, chứ không nên liệt ra một cách quá sơ sài như thế này. Các văn kiện của Đại hội Đảng 6, 7, 8, 9 và 10 là thích hợp trong chủ đề này. Vì chủ đề này có vế thứ hai đó là ứng dụng của Đảng Cộng sản trong bối cảnh hiện nay. Và Đảng Cộng sản thì có những cái văn kiện đảng. Văn kiện đảng nó nói về quan điểm đảng và chính sách của đảng ứng dụng về đại đoàn kết dân tộc ra sao. Thì các cái nêu ra như thế này là tạm chấp nhận. Còn tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin không thích hợp. Mình đang nghiên cứu về Hồ Chí Minh mà lấy kinh điển của Karl Marx, kinh điển của Lenin, kinh điển của ông Mao Trạch Đông hay là của một ông nào Fidel Castro là không thích hợp. Mà ở đây ta phải lấy toàn bộ các tác phẩm của Hồ Chí Minh làm chính, vì đối tượng nghiên cứu đó là tư tưởng Hồ Chí Minh chứ không phải tư tưởng Karl Marx. Do đó đây dù có nói là tác phẩm phong phú đi nữa vẫn được xem là không đạt yêu cầu. Tức là mình làm về một mảng đề tài A nhưng mà lại dựa vào cái mảng dân học B, giữa dân học B với đề tài A hoàn toàn không có trực tiếp liên hệ, chỉ có gián tiếp thôi. Việc đưa ra nguồn tài liệu nghiên cứu trong trường hợp này á, nếu đề tài là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong bối cảnh của chủ nghĩa Mác Lênin, thì việc trích dẫn các tác phẩm của Karl Marx, của Lênin là được xem đạt yêu cầu. Cho nên cái tựa đề thế nào thì toàn bộ nội dung chúng ta phải xoay quanh vấn đề đó, chứ không được nói vấn đề khác. Và việc nói này cũng quá chung chung. Ít nhất ở đây chúng ta có thể đưa xuống cứ chú. Ví dụ như các tác phẩm kinh điển Mác Lênin trong thư mục tham khảo nó là những tác phẩm nào, liệt ra theo số thứ tự hoặc liệt ra theo cái số niên đại, cách nào đó để người ta nhận dạng. Còn đây nói chung chung không biết là có bao nhiêu tác phẩm chính, bao nhiêu tác phẩm phụ, nếu mình muốn nhấn mạnh đến cái nguồn tài liệu. Về phương pháp nghiên cứu, luận văn thực hiện chủ yếu bằng phương pháp lịch sử và logic kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp thống kê so sánh đối chiếu. Cái này là không đạt yêu cầu. Nói quá sơ sài. Trong một luận văn á, ta buộc phải chọn phương pháp nào là chính yếu. Phối hợp tối đa là 2-3 phương pháp thôi, không nên nhiều. Và việc phối hợp đó
là nên giới hạn trong những tình huống cần thiết lắm, còn phải đặt mạnh vào một phương pháp nào đó là chính yếu. Và ta phải phân tích ít nhất là một trang gọi là nửa trang A4 tại sao mình chọn phương pháp này cho cái đề tài này, phải chứng minh được. Và cái việc mà điểm qua một đề tài của những tác phẩm trước, ta cũng phải nói cái phương pháp mà những nhân vật đó đi là cái gì, để từ đó khi nói đến phương pháp nghiên cứu trong đề tài của mình, ta mới chứng minh được đây là nét mới. Và dựa vào nét mới đó, ta có cái khả năng để cống hiến cho những khám phá mới. Trong nghiên cứu không có phương pháp nào gọi là phương pháp logic. Logic là cách lý luận. Phương pháp thì có phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích. Còn tổng hợp thì không có phương pháp. Phương pháp thống kê thì có, phương pháp so sánh thì có, mà đối chiếu là một phần nhỏ so sánh, tức là khái niệm từ nắm không vững, đưa cái mẹ rồi còn liệt ra cái con, đó là điều rất tối kỵ. Thì cho thấy là tác giả của luận văn này không nắm vững về phương pháp nghiên cứu, và liệt ra để liệt thôi, chứ không gắn kết được tại sao mình chọn phương pháp này để được xem là sở trường và bằng mạnh. Nên quý thầy quý cô lưu ý về vấn đề này. Cái này thì nó hơi khó, nhưng mà khi làm được, tính thuyết phục của nó rất cao. Sáu nhỏ, đóng góp của luận văn. Ở đây tác giả trình bày như sau: luận văn trình bày có hệ thống những quan điểm chiến lược sách lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. Có gì đâu đóng góp. Các tác phẩm khác cũng nói những thứ đó hết rồi. Bây giờ mình nói nữa thì cái này là mình lặp lại chứ không phải là đóng góp. Như vậy tác giả này đang làm công việc sưu tầm và giới thiệu những nội dung của người khác đã làm mà xem đó là một đóng góp, cái đó là không đúng. Có công sưu tầm thôi chứ không đóng góp. Đóng góp là phải đưa ra được cái gì đó mới mà những người trước ta chưa nói. Rồi ý hai, luận văn chỉ ra được những thành công trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Cái này nó còn kém hơn là cái phần dẫn nhập về tầm ý nghĩa của đề tài nữa. Không có gì đóng góp hết. Tiêu đề là đóng góp, nhưng mà nội dung nêu ra không có gì đóng góp. Mình phải đặt giả thuyết. Khi mình làm một luận văn á, ta phải được quyền đặt giả thuyết. Giả thuyết đó có thể là chủ quan của mình, nhưng mình phải chứng minh cho người đọc rằng đó là cái khách quan. Giả thuyết có thể đúng và sai. Và giả thuyết đó muốn trở thành đúng thì ta phải có phương pháp nghiên cứu đúng, phạm vi nghiên cứu đúng và những đóng góp mới đúng. Đó là ba vấn đề nó liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Cho nên ở đây nói là đóng góp của luận văn thì ở đây không nêu ra được cái gì ngoài những ý mà đã nói ở trên ý nghĩa của đề tài. Vì đó đây ít nhất mình phải nói 40 tác phẩm hoặc là 30 tác phẩm mà tôi liệt dẫn ở bên trên xoay quanh vấn đề, ví dụ như là chỉ phân tích các dân kiện của đảng hiện đại mà không nói được vấn đề nhân bản học của Hồ Chí Minh về đề tài này, những phát biểu bằng miệng hoặc là những cái tác phẩm viết của ông trong những dịp lễ trong nước, và tác phẩm này nhấn mạnh vào những cái mảng dân học bị bỏ quên đó, thì ít nhất cái đó nó là một cái đóng góp. Tức là phải tìm ra một cái gì đó nó khác hơn, nó mới hơn. Còn ở đây chỉ nêu chung chung như thế này là không đạt yêu cầu. 7. Kết cấu luận văn ở hải ngoại thường dùng là cấu trúc giả định hay là các chương giả định của luận văn. Thì việc khác nhau về cái tên gọi không quan trọng. Quan trọng đó là cách thức chúng ta sắp xếp các chương mục, các tiêu đề. Luận văn gồm có phần mở đầu 3 chương, 10 tiết, kết luận, danh mục và các tài liệu tham khảo. Cái này nói làm chi? Không cần phải nêu ra. Ta nhìn vào là ta đã biết nó là cái gì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào sự khác nhau giữa cái bản tóm tắt luận án và cái bản đề cương luận án
trong phần kết cấu của luận văn nha. Bây giờ cái phần mà đề cương á, thì chúng ta chỉ cần liệt tiêu đề của chương, bên dưới không cần phải phân tích. Mà ở đây đó là cái bản tóm tắt, việc liệt ra mà là thiếu các cái chi tiết ABC thì nó lại chưa đủ. Tức là những ý phụ đó, rồi trong ý phụ có những ý nhỏ, ít nhất chúng ta phải phát họa được ngay trong cái đề cương của luận văn hay luận án. Và trong bản tóm tắt á, thì việc đó cần phải được chi tiết hóa hơn. Ở đây chỉ liệt ra một cách quá chung chung là chưa đạt yêu cầu. Tại sao phải chi tiết hóa hơn? Tại vì sau từ 6 tháng đến 1 năm làm luận văn thạc sĩ, hoặc là từ 2 năm cho đến 5 năm làm luận án tiến sĩ, chúng ta đã khảo cứu biết bao nhiêu tác phẩm. Và do vậy ta đã bổ sung rất nhiều các kiến thức, cập nhật được nhiều vấn đề mà lúc chúng ta đặt bút xiết về cái đề cương chúng ta chưa hình dung hết. Do đó cái bản tóm tắt luận văn phải rộng đầy đủ hơn là cái bản đề cương. Ở đây là bản tóm tắt nhưng chi tiết nó lại quá ít. Chương 1: những tiền đề hình thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh đạt yêu cầu so với cái đề tài luận văn nêu ra. Chương 2: đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh đạt yêu cầu. Chương 3: sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay đạt yêu cầu. Có 3 chương là quá ít. Một luận văn mặc dầu không có quy định tối thiểu, nhưng thông thường về nội dung á, ta phải có 6-7 chương trở lên. Chứ 3 chương là quá ít đi. Tức là trẻ luận văn nó là một tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu mang tính học thuật, cho nên phải chi tiết hóa, trẻ nhỏ vấn đề ra. Ở đây chỉ nêu ra 3 chương thì tương đối là quá ít. Cho nên quý thầy quý cô cố gắng trẻ nhỏ, và phải lưu tâm chương đề, tiêu đề của từng chương không nên quá dài dòng mà lượm thượm, như là ở chương 3 này: sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay. Giống như là một khẩu hiệu. Tiêu đề chương không phải là khẩu hiệu, nó phải ra bản chất nghiên cứu. Bây giờ quý thầy thử hình dung lại, nếu quý thầy quý cô là tác giả của đề tài này thì mình sửa tiêu đề này như thế nào? Để trẻ nhỏ ra như chúng tôi đề nghị đó, thì chương này ta có thể phân thành là 3-4 chương khác. Phạm vi nghiên cứu của đề tài đã được tác giả đề nêu ra là gì? Các văn kiện của Đảng Cộng sản, văn kiện đại hội 6, 7, 8, 9 và 10. Và nếu như ta có bản lĩnh nghiên cứu đó, thì mỗi một cái văn kiện đại hội đảng có thể nêu thành một chương để so sánh giữa những cái ứng dụng trước và sau, có tiến bộ, có cái mới hay là bị tụt hậu. Còn nếu như cái năng lực nghiên cứu chúng ta có giới hạn, hoặc là các văn kiện đảng nó quá ít cho mỗi kỳ đại hội đảng, chúng ta có thể lấy hai nhiệm kỳ đại hội đảng làm một chương để mới phân tích được sự khác biệt. Và nhờ cách làm đó chúng ta trẻ nhỏ ra, như vậy chúng ta có thể đổi tựa đề như sau: sự vận dụng của Đảng Cộng sản, như đó đủ rồi. Rồi mở vật đơn đại hội 6, đại hội 7, tự động người đọc sẽ hiểu vận dụng đây là vận dụng cái gì. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, nó có cái gì khác hơn đâu. Tại bên ngoài mình đã nêu rồi, tầm quan trọng đề tài mình cũng đã nêu, điểm lịch sử dòng đề tài mình cũng đã nêu, khung sườn chương giả định cũng đã nêu. Do đó ở đây ta không cần phải lặp lại tất tần tật mọi thứ, để gọn thôi. Chương kế tiếp là sự vận dụng Đảng Cộng sản qua đại hội 8 và 9. Như thế sự vận dụng của Đảng Cộng sản qua đại hội 10, 11 rồi 12, 13. Như vậy là có thể có tối thiểu là thêm 3 chương mới bên cạnh một chương đã có. Đó là chi tiết quá để làm cho nội dung của luận văn trở nên phong phú hơn, ấn tượng hơn. Còn liệt ra một cách quá chung chung có 2-3 chương là không đạt yêu cầu.
Sau khi trình bày bao quát thì tác giả đã điều ra một cách chi tiết. Theo chúng tôi cái bao quát này không cần phải liệt ra nữa. Nếu đã có chi tiết bên dưới rồi thì bao quát đó bỏ đi, vì bao quát đó được bao hàm ở trong cái chi tiết. 1.1 Tiền đề lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cái này có cũng được, không có không sao, vì là một cái bối cảnh trước cái giai đoạn của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Mối liên hệ là quá gián tiếp. Đang khi cái chủ đề là gì? Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được hình thành sau hầu như là sau năm 45 khi ông lên làm chủ tịch nước. Còn trước đó các tác phẩm của ông thì hầu như là rất ít về vấn đề này. Cho nên đưa ra một vấn đề bối cảnh liên hệ quá dài, quá rộng, quá trước, mà tính liên hệ của nó không có nhiều, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là giải thích khiên cưỡng, tức là áp đặt ra, khuấy nước lã lên hồ, rồi mình đề cao cái gì đó mà cho thực tế mối liên hệ thật nó không có. Thì đó là điều mà chúng ta nên tránh ở trong một luận văn hay luận án. Một hai, truyền thống dân hóa dân tộc Việt Nam và tinh hoa dân hóa nhân loại. Theo chúng tôi, đây là tiêu đề lạc đề so với cái chủ đề đặt ra. Truyền thống dân hóa dân tộc Việt Nam, cái đó nêu ra trong cái đề tài tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh không thích hợp, vì nó liên hệ gián tiếp thôi. Truyền thống dân hóa dân tộc Việt Nam có thể có hàng ngàn vấn đề. Có thể trong 1.000 vấn đề đó có vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Mà ở đây mình nghiên cứu về Hồ Chí Minh, chứ mình phải mình nghiên cứu về dân hóa Việt Nam, cho nên không cần phải liệt ra ở đây. Phần lớn ở Việt Nam ta có thói quen là liên kết gián tiếp, mà nó không có mối quan hệ chặt chẽ, nhân quả hay biện chứng, thì việc nêu ra là không cần thiết. Nhất là nói tinh hoa dân hóa nhân loại, nó lại còn dư thừa nữa. Cái đề tài mà là đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, nó tinh hoa dân hóa nhân loại để làm gì? Không có liên hệ gì. Cái này nó chỉ choáng trang, và theo nghiên cứu người ta sẽ đánh giá đó là những cách ăn gian để choáng trang. Thế vì cái nội dung chính mình không đào sâu, mình nói là quơ vào hết tất cả những cái phụ nhét vào để cho người ta thấy lượng dân này cũng được 80 trang, cũng được 100 trang theo quy định về số trang. Cái đó là điều tối kỵ trong nghiên cứu. 1.3 Chủ nghĩa Marx Lenin đặt vô đây là cũng lạc đề. Đại đoàn kết dân tộc chưa chắc nó liên hệ gì đến chủ nghĩa Marx Lenin. Trong các vấn đề chủ nghĩa Marx Lenin có thể có đề cập đến đại có đề cập để đấu tranh giai cấp, giải phóng giai cấp, đạt được cái chủ quyền dân tộc độc lập trước chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa thực dân, vân vân thì có thể có. Nhưng mà liên hệ trong vấn đề này đó là không nhiều lắm. Có thể đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh khác với cái kiểu của Lenin, kiểu Karl Marx, kiểu Mao Trạch Đông, kiểu Fidel Castro, kiểu của Kim Nhật Thành. Nếu như mình muốn nhấn mạnh đến cái phần so sánh khác biệt đó, thì việc liên hệ này đó là có thể tạo thêm một sức mạnh cho luận văn. Còn chỉ nêu ra chung thì không cần phải liệt ra. 1.4 Hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành tư tưởng đại đoàn kết. Quá dài. Tức là tiêu đề cố gắng làm sao cho phải ngắn gọn. Xin với thầy quý cô đọc Xung Phong rút ngắn cái tiêu đề lượm thượm đó thành ngắn hơn, mà nội dung vẫn được giữ lại. Ở đây chúng ta có thể nói gọn như thế này: bối cảnh hình thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, nó gọn hơn. Hoặc quý vị có thể chọn ra một tiêu đề khác có nội dung tương tự để diễn đạt đó, thì cái đây là rất cần thiết. Đây là nó đi thẳng vào trọng tâm nghiên cứu. Các ý 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 của tác giả luận văn này nêu ra thì theo chúng tôi
chỉ có 1.4 là đi vào trọng tâm của đề tài, 1.1, 1.2, 1.3 là đi quá mông lung, không cần thiết. Việc đó có thể thích hợp đối với một quyển sách bình thường, còn đối với một luận văn là ta cần đào sâu, nghiên cứu, phân tích, chia sẻ thành nhỏ từ một vấn đề bao quát. Ở đây họ chẻ nhỏ ra thời kỳ hình thành tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh từ năm 1930 trở về trước. Hai nhỏ, thời kỳ chuyển từ tư tưởng đại đoàn kết thành chiến lược đoàn kết Hồ Chí Minh rất là sát, rất thích hợp, từ năm 1930 đến 1969. Thì đó là cách chẻ nhỏ một vấn đề chúng ta thấy là thích hợp. Như vậy, nếu đây là một cái đề cương luận văn trình để được chấp nhận nghiên cứu về đề tài này, ở đây chúng ta sẽ bỏ hết các phần giải thích, chỉ để lại cái tiêu đề thôi, thì nó trở thành là đề cương của luận văn. Còn giải thích ở đây sơ sơ thì nó trở thành là tóm tắt luận văn sau khi đã được hoàn tất. Chương 2: Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 2.1, tức là vấn đề thứ nhất, khái niệm đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạt yêu cầu. 2.2, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đạt yêu cầu. Ý nhỏ, 2.2.1, xây dựng xã hội đồng thuận là nhân tố cơ bản để thực hiện đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá dài, dầu đạt yêu cầu nhưng quá dài. Ở đây chúng ta chỉ cần gửi là yếu tố đồng thuận thì nó đủ rồi, vì cái này nó được minh họa cho cái chủ trương, quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và khi nói về yếu tố đồng thuận, sao là đồng thuận? Có nghĩa là chúng ta phải gắn kết với quan điểm Hồ Chí Minh về đề tài mình đang nghiên cứu, chứ không phải nói cái đồng thuận chung chung của ông A, của ông B, ông C, quan điểm của các Marx thế này, quan điểm của người kia thế kia, không cần thiết, mà phải xoay vào vấn đề của Hồ Chí Minh thôi. Cho nên chúng ta chỉ cần ghi gọn lại, xây dựng một xã hội đồng thuận. Còn cái việc mà giải thích thêm là nhân tố cơ bản để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh không cần nữa, nó vẫn được xem là đạt yêu cầu, vì tiêu đề của chương và tiêu đề chính, chương đề phụ trực thuộc chương phải ngắn gọn, súc tích. Vấn đề 2 của chương 2 được gọi là 2.22, tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh công nông tri thức trong cách mạng Việt Nam. Ở đây nếu chúng ta muốn gọn lại, chỉ cần để là tư tưởng hay là quan điểm hay là học thuyết, liên minh công nông trí thức là đủ rồi. Và bên dưới khi giải thích đó, thì chúng ta xác định nó là trong bối cảnh của cách mạng Việt Nam vào năm 1930, tức là cái phần khởi thủy của phong trào cách mạng. Rồi đỉnh cao nhất của nó là năm 1945 giành được độc lập nhờ vào đại đoàn kết dân tộc. Cho nên ta có thể rút gọn lại mà vẫn được xem là đạt yêu cầu. 2.23, đoàn kết với các dân tộc thiểu số. Vậy thì rất gọn, rất đạt yêu cầu. Cho đây chia ra những ý nhỏ. 2.23.1, vai trò của đoàn kết các dân tộc thiểu số trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể bỏ trong tư tưởng Hồ Chí Minh này đi. Vai trò của đại đoàn kết các dân tộc thiểu số đã được hiểu hàm ý rồi. 2.232, đoàn kết các dân tộc thiểu số phải dựa trên cơ sở bình đẳng dân tộc, chống tư tưởng kỳ thị, hẹp hòi tư tưởng dân tộc lớn, quá lương thượng, không đạt yêu cầu. Mặc dù rất rõ, cái việc rõ đó ta thể hiện trong việc phân tích lý luận. Còn trong chủ đề này ta có thể đổi lại như sau: đoàn kết dân tộc thiểu số và chủ nghĩa bình đẳng dân tộc, hoặc chủ nghĩa bình đẳng dân tộc và đại đoàn kết dân tộc thiểu số. Và thậm chí ta có thể bỏ luôn, ta chỉ cần để là chủ nghĩa bình đẳng dân tộc, hay là quan điểm về chủ nghĩa bình đẳng dân tộc là đủ rồi. Vì lúc đó chúng ta phân tích, chúng ta liên kết với
cái đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên bình đẳng để tạo ra các cái quyền căn bản của các dân tộc, thì người ta mới đi theo mình, người ta thấy có quyền lợi. Do đó không cần phải đề quá dài dòng, hãy rút gọn lại. Hai chấm hai ba ba, đoàn kết các dân tộc thiểu số phải gắn liền với sự tương trợ giúp đỡ của đảng, nhà nước và dân tộc đa số. Quá dài. Ở đây chúng ta thấy cái vế mới đó là gì? Gắn liền với sự tương trợ giúp đỡ của đảng, nhà nước và dân tộc đa số. Ở đây chúng ta chỉ cần ghi là các hỗ trợ cần thiết là đủ rồi. Hoặc gọn hơn, tìm một cách nào tương đương để mô tả. Còn khi phân tích chúng ta sẽ nói hỗ trợ đó là của ai? Tức là của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn 1930, 1969 và về sau này. Rồi dân tộc đa số là dân Tàu, tức là dân tộc Kinh. Qua một tiêu đề mới 2.24, đoàn kết với đồng bào tôn giáo. Tiêu đề này đạt yêu cầu. Ý nhỏ 1, 2.241, chính sách tôn giáo đúng đắn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Quá dài, giống như sơn đông mãi giỏ. Ta chỉ cần rút gọn lại, chính sách tự do tín ngưỡng là đủ rồi. Trong tự do tín ngưỡng nó đủ tất tần tật những thứ chúng ta cần nêu. Tự do tín ngưỡng là một chính sách đúng đắn, không cần phải đề tín từ đúng đắn, người ta vẫn thấy là nó đã được kéo theo hoặc là được ẩn chứa bên trong nè. Không cần phải tôn trọng. Và trước đây thường có những cái câu ghi là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng. Cái quyền tự do không tín ngưỡng là cái vế dư thừa. Có nhiều người đã giải thích các cớ, cái là xúi người khác không tín ngưỡng. Cho nên là ta chỉ cần để là tự do tín ngưỡng, trong đó được quyền theo và không theo, được quyền giữ cái truyền thống và được quyền cải đạo. Nó đã bao hàm hết mà không cần phải liệt tê. Khi đưa một cái tiêu đề nào nó là mẹ thì những nội dung con và cháu không cần phải liệt ra nữa. Đó là điều mà chúng ta lưu tâm để cho tiêu đề trở nên xúc tích cô động. 2.242, về đại đoàn kết các tôn giáo. Cái này đạt yêu cầu. Vấn đề khác 2.3, tức là tiêu đề 3, tức là vấn đề 3 đó của chương 2. Hồ Chí Minh với vấn đề thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đạt yêu cầu. Ý một nhỏ 2.3.1, quá trình hình thành mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đã yêu cầu. Nếu muốn gọn, bỏ luôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên trong khi phân tích chúng ta nêu ra, tại vì toàn bộ đề tài này nói về Hồ Chí Minh rồi, chứ đâu nói về Lenin, là Karl Marx. Cho nên không cần phải giới hạn như chỗ này, ta vẫn ngầm hiểu. Với điều kiện là bên trên phạm vi nghiên cứu đề tài, ta phải giới hạn toàn bộ những vấn đề được nêu ra đây là của Hồ Chí Minh, chứ không phải của một ông khác. Vấn đề nhỏ thứ hai 2.3.2, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái này đạt yêu cầu. Rồi muốn gọn lại, theo tư tưởng Hồ Chí Minh bỏ đi, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất là đủ rồi. Chương 3, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ta muốn gọn như đó là đã đủ. Vấn đề 1, 3.1, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn xây dựng nước nước hiện nay. Cái vế trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, chúng ta giới hạn nó bằng số 5. Mở hoạt đơn, ví dụ 1975 đến 2012, nó đã được hiểu rồi. Nó gọn lại mà không cần phải diễn tả quá dài dòng. Còn nếu mình tính luôn từ giai đoạn 1945 cho đến bây giờ cũng được xem là hiện nay, thì lúc đó chúng ta phải chia nhỏ ra từng
thập niên hoặc là hai thập niên một lần tùy theo cái dụng ý, hoặc dựa vào những sự kiện nổi trội nổi cộm trong những thập niên đó mà ta chia cái giai đoạn cho thích hợp. 3.2.1 những thành tựu rất gọn đạt yêu cầu. Ở đây ta ngầm ý là những thành tựu từ cái chính sách đại đoàn kết và từ cái chủ trương các dân kiện của Đảng Cộng sản về vấn đề này. 3.2.2 những hạn chế đạt yêu cầu, ngầm dụng ý như là ở tiêu đề vừa nêu. 3.3.1 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận thống nhất dân tộc. Quá dài, ở đây ta đổi lại gọn như sau: quản lý nhà nước và đại đoàn kết dân tộc đủ à. Còn cái đó là tăng cường hay giảm đi là việc chúng ta sẽ nói trong lúc chúng ta viết. 3.3.2 nhận thức đúng vị trí các giai tầng xã hội và phát huy các lực lượng cách mạng, xây dựng cơ sở kinh tế để thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Cái này là các tiêu đề của văn kiện Đảng thì thích hợp, còn trong luận văn thì nó quá dài. Đổi lại, các giai tầng xã hội và đại đoàn kết dân tộc là đủ. Nếu ở đây mình nói về cái nhận thức vị trí của giai tầng là chính, thì đó là cái khung sườn chương giả định của luận văn. Trong khung sườn chương giả định hay là cái đề cương á, ta cũng cần phải có kết luận. Kết luận ở đây nó là một cái phần giả thuyết, như thể là mình đã làm rồi, thì trên thực tế là chúng ta chuẩn bị làm thôi. Giả thuyết đó đặt quyền, được quyền đặt ra một cái khả thể rằng nếu tôi làm thành công đề tài này thì các giá trị sau đây sẽ được đúc kết. Cho nên kết luận của đề cương là một giả định, đang khi kết luận của một luận văn cũng là một giả định. Vì trong nghiên cứu không ai được quyền cao ngạo rằng những điều mình nói là duy nhất đúng, còn những điều người khác là sai. Tránh những tình trạng dùng những ngôn ngữ đao to, búa lớn, phê phán, chỉ trích, đánh đổ, mà chỉ trình bày một cách khách quan: quan điểm của tôi thế này, quan điểm của người khác thế kia. Độc giả là trọng tài để phân định thôi. Còn trong các quyển sách bút chiến, các bài báo bút chiến, phần lớn người ta rất háo thắng dành cái phần ưu tiên về mình. Luận văn nghiên cứu và luận án thì không thế. Ở đây tác giả đã kết luận, thứ nhất về tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh, thứ hai là ứng dụng của Đảng Cộng sản dựa trên 3 chương đã nghiên cứu, thì đó là đạt yêu cầu. Như vậy nó tóm lại, đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì ta thấy là cái phân bổ đó là nó chưa hợp lệ. Bởi vì đề tài này nó gồm có hai vế. Vế một là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, ta thấy là chiếm 2 chương, chương 1 và chương 2. Vế thứ hai bằng 50%, đó là sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, chỉ có một chương duy nhất thôi. Do đó đề tài nào nó chứa hai nội dung thì sự phân bổ nó phải tương thích. 1, 2 thì ta thấy tỷ lệ nó không chênh lệch nhau nhiều, nhưng vì nó quá nhỏ, số lượng chương có 3 thì nó quá nhỏ. Còn nếu chúng ta chi tiết quá ra thì tác phẩm này có thể gồm có 6 chương hoặc là 7 chương khác nhau. Nếu là 7 chương thì vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh có thể chiếm 3 chương, rồi vận dụng của Đảng có thể chiếm 4 chương, hoặc theo tỷ lệ ngược lại, tức là 6-4, chứ đừng theo cái quan điểm là 3-7 hay là 2-8. Là khi cái tựa đề là một sự cân bằng gồm có hai vế. Vì đó ai chọn các đề tài thuộc hai vế thì cần phải lưu tâm về sự cân bằng của đó trong lúc triển khai các chương. Còn nếu như chúng ta muốn tránh cái tình trạng
bị bắt bẻ về cái tỷ lệ cân bằng, tốt nhất chúng ta bỏ luôn cái vế thứ hai này. Từ đây đó rút gọn lại như sau: nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đủ rồi. Và đại đoàn kết dân tộc đó ta được quyền dành ra vài ba chương nói về cái vận dụng của đảng cũng được. Còn tựa đề muốn được chi tiết quá và giới hạn nó thì ta để đủ như thế này. Và để đủ thì phải làm phân bổ cho nó tương đồng. Còn để đủ mà phân bổ không tương đồng thì nó trở thành là yếu kém của việc kết cấu các chương. Vì đó dựa vào cái chủ ý, cái sở trường, cái quan điểm mà ta nên để tất tần tật ở tựa đề, hay là tựa đề nó còn một ẩn số để chúng ta còn có đường thoát về sau này. Còn khi mình đã để như thế này, sau này khi phân tích mà không có được cái vế vận dụng của đảng cộng sản trong giai đoạn hiện nay thì đề tài đó được xem là không đạt yêu cầu. Trong trường hợp khi ta làm mà không tìm được tài liệu cho vế thứ hai của một tựa đề, ta được quyền làm lại khung sườn chương giả định và nhờ bằng cách thuyết phục người hướng dẫn cho phép chúng ta thay đổi, bổ sung, sửa chữa. Và theo thủ tục thì người hướng dẫn sẽ phải trình phần đó cho khoa. Khoa sẽ có những phiên họp chuyên môn về vấn đề xem là việc đổi, bổ sung đó có thích hợp hay không. Nếu thích hợp thì thông qua bằng một văn bản, còn không thích hợp chúng ta phải đeo đuổi cái đề tài đó. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của một số sinh viên. Tức là lúc mình làm đó thì mơ tưởng nhiều quá, đặt giả thuyết nhiều quá, nhưng mà chưa nghiên cứu chuyên sâu, cho nên tưởng là có thể đào ra được các tài liệu và viết được một cái thành công trong thời gian định. Thực tế là không tìm ra được. Do đó toàn bộ thành công và thất bại nó nằm ở chỗ chúng ta chọn đề tài. Chọn khéo thì làm xong, chọn không khéo làm trật. Do đó phải tránh tình trạng quá tham vọng trong việc chọn đề tài quá rộng, quá sâu, quá lớn, quá chi tiết. Do chọn đề tài nó vừa phải thôi. Học là một chiến lược, làm sao để mình đáp ứng, để chúng ta đủ các yêu cầu ta tốt nghiệp. Còn việc xuất bản ra sách đó, thì chuyện đó có thể áp dụng về sau. Đó là khuynh hướng chung mà các sinh viên nên nắm. Còn đối với những người có năng khiếu nghiên cứu, sáng tác thì việc mà mình đầu tư thật là kỹ lưỡng cho đề tài để sau khi tốt nghiệp xong ta có thể xuất bản đề tài đó, đó là một cái dụng ý rất tích cực. Nó lệ thuộc vào cái khả năng thực thụ. Còn mình tham vọng nhiều mà khả năng có giới hạn thì nên xét lại. Một vài nhận xét thêm, vì đây đó là cái quyển viết tóm tắt luận văn thạc sĩ cho nên không cần phải liệt ra tài liệu tham khảo. Còn trong đề cương luận văn, tức là cái mà ta chuẩn bị viết để trình cho khoa để quyết định đề tài đó có được thích hợp hay không, buộc ngoài những điều như vừa nêu, ta cần phải bổ sung thêm thư mục tham khảo. Trong thư mục tham khảo thì phải có hai mảng tài liệu, tức là tài liệu 1, tức là tài liệu gốc, và tài liệu 2, tức các tài liệu nghiên cứu. Bộ Giáo dục Đào tạo như lần trước chúng tôi đã nói, đã quy định các tác phẩm tiếng Việt đưa lên trên, các tác phẩm ngoại quốc đưa xuống bên dưới, đó là tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Nhưng mà trong nghiên cứu đôi lúc không cần thiết phải thế. Tài liệu 1 nó lại liên hệ đến đề tài. Đề tài đây là tư tưởng Hồ Chí Minh thì tài liệu 1 vẫn là tiếng mẹ đẻ, những tác phẩm của Hồ Chí Minh viết bằng tiếng Việt. Nếu trong quá trình có mặt ở hải ngoại tìm được cứu nước mà ông viết bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh thì cái đó vẫn được xem là tài liệu 1 nếu liên hệ đến chủ đề đại đoàn kết. Như vậy trong tài liệu 1 chúng ta được quyền xếp sang lẫn với nhau tùy theo cái tầm quan trọng của các cái đề tài. Ta đưa tài liệu tiếng Pháp lên trước, tài liệu tiếng Anh, tài liệu tiếng Trung, sau đó tiếng Việt, hay đưa tiếng Việt lên trước, không là vấn đề lắm. Miễn tất cả đó phải là tài liệu 1.
Còn tài liệu 2 là những sách nghiên cứu, những luận văn, những luận án nghiên cứu về đề tài đại đoàn kết dân tộc hoặc là tư tưởng Hồ Chí Minh một cách gián tiếp. Ta liệt ra trong cái bảng tài liệu tham khảo 2 thì nó không phải là tài liệu gốc. Và khi thực hiện đề tài này, ta phải dẫn chứng được trong sách nào, phát biểu tại đâu Hồ Chí Minh đã nói thế, đã viết thế. Chứ còn mà chỉ nói chung trong việc giảng đạo thì được, nhưng luận văn là không đạt yêu cầu. Cho nên khi giảng dạy trên lớp á, thì các giảng viên có thể nói một cách chung không dẫn chứng không sao. Còn khi chúng ta làm luận văn thì chúng ta buộc phải đáp ứng các yêu cầu căn bản đó. Cái đề tài này được xem là đề tài xuất sắc, nhưng mà khi phân tích chi tiết chúng ta vẫn thấy là nó có những cái sơ suất về cách đặt tiêu đề, về việc điểm luận văn, điểm tình hình văn học, về phương pháp nghiên cứu, về phạm vi nghiên cứu, hầu như ở phần nào cũng có những cái lỗi nhỏ nhỏ. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Bây giờ quý thầy quý cô có ý kiến gì về cái đề tài vừa nêu không? Hay là hỏi thêm một vấn đề gì đó liên hệ đến cái bản đề cương của luận văn. Ở đây tác giả đã làm đúng cái quy định, đúng 24 trang quy định của Bộ Giáo dục Tạo đó, là cái bản tóm tắt luận văn hay luận án chỉ có 24 trang thôi. Chứ làm sao trong vòng 24 trang. Đây là trang 24. Co chữ đây là 11, đúng với quy định của Bộ Dục. Hàng là hàng chiếc, tức là không tạo cái khoảng cách giữa các đoạn, giữa các hàng. Nếu quý thầy quý cô không có ý kiến nào khác thì chúng tôi xin điểm lại sơ về đề tài này. Đối với phần đề cương luận văn thì mỗi cái tiêu đề số 1, 2, 3 như trong cái bản tóm tắt được đổi là thành là một la mã. Và chúng ta không cần phải để mở đầu như thế này nữa, vô thẳng luôn một la mã lý do chọn đề tài. Sau đó hai la mã tình hình nghiên cứu về đề tài, tức là việc điểm văn học liên hệ đến đề tài cần phải chi tiết theo hướng phân tích và không cần phải quá nhiều. Ví dụ như cái đề cương của chúng ta gồm có tất cả là 15 trang thì điểm tình hình nghiên cứu đề tài chừng 2 trang A4 là đủ rồi, hoặc dài nhất là 3 trang. Tức là cố gắng làm sao mình viết súc tích và đúng ngay cái trọng tâm đóng góp và giới hạn của tác phẩm đó. Chứ đừng có kể tác phẩm ông Quỷ Văn A gồm có 12 chương, chương 1 nói chuyện A, chương 2 nói chuyện B, chương 3 nói chuyện C, thì đó là thua rồi, không cần. Và chúng ta phải nắm rõ được toàn bộ cái cốt lõi, mặt mạnh, mặt yếu tác phẩm đó, phương hướng nghiên cứu, vấn đề của đó là cái gì. Nếu như bản dự học đó có tất cả là 200 tác phẩm thì làm sao chúng ta có thể giới hạn trong vòng 3 trang? Không sao hết á. Dù là 200 tác phẩm đi nữa, nó cũng có một số phương pháp nghiên cứu nhất định, cũng có một số đối tượng nghiên cứu nhất định, có một số hướng nghiên cứu nhất định thôi, chứ không có thể nào là toàn bộ khác nhau được. Thì lúc đó chúng ta mới chia nhóm. Nói về cái khuynh hướng nghiên cứu đó, có thể có 50 tác phẩm mình liệt ra vậy thôi, không cần phải dẫn chứng hết. 3 tác phẩm sau đây là nổi trội nhất, mình liệt ra ông Quỷ Văn A, bà Quỷ Văn B và ông Quỷ Văn C, đủ rồi. Và ông A, bà B, ông C đó đi theo hướng nào, phân tích làm sao, thì chúng ta nêu bật được cái đóng góp của họ và những giới hạn nếu có. Mà nếu như tác phẩm đó nó quá chuẩn thì ta không cần phải nêu giới hạn, chỉ là nêu cái nổi bật thôi. Sau khi điểm qua hết các nổi bật trong vòng 200 tác phẩm, chia làm 2 nhóm, 3 nhóm hoặc 4 nhóm, ta bắt đầu nêu ra cái đóng góp của mình về phương pháp luận này là cái gì, về phạm vi nghiên cứu là gì và những cái điểm mới là cái gì. Và khi đọc vào ta thấy đây là những điều khác với những điều mà mình nêu ra từ những tác phẩm trước. Bao giờ nó cũng phải có cái ngầm đối chiếu so sánh đó thì mới được xem là đạt yêu cầu, còn liệt ra chung chung thì không. Như vậy đối với cái phần mà tóm tắt luận án thì tình hình nghiên cứu về đề tài chúng ta không thể để nguyên như là trong cái đề cương. Đề cương thì chi tiết hơn,
Còn tóm tắt là ta rút gọn lại, lúc đó ta rút gọn lại còn một vài nửa trang hay là một trang là đạt yêu cầu. Nói một cách khác là có một số điều trong đề cương ta phải nói chi tiết, nhưng cũng có một số điều trong đề cương ta nói vắn tắt. Nói chi tiết là bao gồm ý nghĩa đề tài, tình nghiên cứu đề tài và nghiên cứu đề tài, phương hướng nghiên cứu đề tài là phải nói chi tiết. Còn cái phần khung sườn chương là nói đại cương. Chương 1 gồm có ý 1, ý 2, ý 3. Trong ý 1, ý 2, ý 3 gồm có A, B, C liệt ra thôi, không phân tích, không lý giải, không nói gì thêm nữa. Chứ là tiêu đề là đủ. Mỗi tiêu đề phải ngắn gọn và tiêu đề phụ phải minh họa bổ sung tiêu đề chính. Tiêu đề chính phải minh họa và đầu tư cho cái tựa đề chung của luận văn. Nó phải mối quan hệ mắc sức chủ và tớ, mẹ và con, chứ không nên là một cái quan hệ một cách quá rời rạc hoặc là không có một liên hệ gì. Còn mục đích và nhiệm vụ của luận văn thì chúng ta phải nói ra được 3-4 cái động cơ nào đó, mục tiêu nào đó mà nó khác với lại cái tầm quan trọng về đề tài hay ý nghĩa về đề tài. Chứ còn mình lập lại y hệt thì nó không còn khác biệt thì nó không được. Bốn là mã đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Nếu muốn gọn ta chỉ cần để là phạm vi nghiên cứu thôi. Trong phạm vi đó chúng ta liệt ra các đối tượng A, B, C, tức là vấn đề A, B, C nào đó. Ở đây thì nó quá chung chung, khó chấp nhận được. Vấn đề 5, nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. Thì trong đề cương chúng ta không cần phải liệt ra nguồn tài liệu, chỉ cần để phương pháp nghiên cứu. Nguồn tài liệu này được thay thế cho thư mục tham khảo ở cuối của đề cương luận án hay luận văn. Sao? Thì đúng rồi, ta đang nói là bản tóm tắt, nhưng mà khi mà mình làm cái bản đề cương á thì không cần phải điêu nguồn tài liệu cho đề cương á. Đề cương ta chỉ để là phương pháp nghiên cứu thôi, và cái nguồn tài liệu sẽ được thay thế bằng cái từ sách tham khảo hay là thư mục tham khảo ở cuối cái phần đề cương. Tức là sự khác biệt đó, đang nói về sự khác biệt nha. Vấn đề 6, đóng góp của luận văn. Thì trong đề cương phải nói một cách thuyết phục. Đóng góp 1, đóng góp 2, đóng góp 3, đóng góp 4, những đóng góp đó là cái mới, hoặc về phương pháp, hoặc về đối tượng, hoặc về nội dung. Còn kết luận thì trong cái kết cấu của luận văn thì trong đề cương á ta chỉ liệt ra tiêu đề, còn trong cái luận văn trong bản tóm tắt á thì ta phải nêu ra thêm nội dung giống như cái này. Và cuối cùng tức là thư mục tham khảo, thì thư mục tham khảo chúng ta sẽ trình bày cho một dịp khác. Hy vọng rằng là việc phân tích một cái bài mẫu đạt yêu cầu ở một trường đại học thì chúng ta rút ra được những cái mặt mạnh, mặt yếu của nó. Nói tóm lại, chúng ta sẽ có thêm khoảng 3 buổi nữa để phân tích. Khi nào mình thi à? Còn một tuần nữa hay là 10 ngày? Còn tuần thì chúng tôi sẽ phân tích thêm 2 cái đề tài nữa. Để ta rút kinh nghiệm về việc làm cái đề cương. Và bắt đầu cái kỳ tiếp theo sau đó, chúng tôi sẽ đi thẳng vào cái đề cương để chúng ta dễ hình dung. Còn cái môn triết học ngôn ngữ thì thôi mình tạm ngưng, không học nữa. Thì nó còn 3 đề tài mình học nữa thì nó tôi nói là nặng, tôi để với thầy với cô nhẹ bớt. Còn nguyên tắc của học là không có rút gọn, môn nào cũng thế, cho nên thôi chịu khó ta phải ôm hết tất cả mọi thứ. Thì nguyên tắc học là vậy, chứ còn mà học mà còn ôn thi nữa là thôi thua, không có chất lượng. Thì cố gắng, thì thường mình thấy đề tài nào mà phân tích chi tiết thì nó là mạnh nè,
Đó là những cái mẹo vặt để mình đón đề đó. Thi không bao giờ là thi mở nha. Ai cho đề thi mở là trật với quy định thi. Cái quy chế thi là học viện chúng ta đã có quy định rồi. Quý thầy với cô đọc lại các quy chế được ấn hành trong cái ngày lễ hồi năm ngoái đó. Ai thiếu thì xuống với văn phòng xin các quy chế quy định cho nó có quy chế thi. Ở Việt Nam là làm sai quy định về giáo dục rất nhiều. Không có thi nào mà được phép là thi mở cả. Thi là phải thi khép. Còn thi mở thi chi nữa? Thi là không được đem tài liệu vào. Và các trường Phật học chúng ta, do vì phần lớn những người cầm cái lấy mật đó là không nắm vững về giáo dục. Và nhiều trường người đứng làm hiệu trưởng, hiệu phó có trải qua trường lớp giáo dục đâu, chỉ là lãnh đạo giáo hội là được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Cho nên đó, cái khuôn hướng nó không được chặt chẽ, nó không đúng quy định của giáo dục. Thi mở là không còn là thi nữa, thi phải là khép kín. Còn cái phần thi mở là cái bài nghiên cứu tại nhà rồi. Cái đó là chúng ta tha hồ mà nghiên cứu, tha hồ mà viết. Muốn viết lúc nào viết, miễn nạp đúng thời điểm chúng ta cần thôi. Đó là mở rồi. Mở là áp dụng cho các bài nghiên cứu tại nhà. Còn thi tại lớp là không mang tài liệu, không mang gì hết. Hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái đó khá chi tiết. Máy kỹ thuật số nào được mang, máy nào không được mang. Vừa rồi là cái phần quy định đó là rất khắc khe. Khi có hiện tượng là quay phim về tình trạng quay cốp bài trong lớp tại một trường dân lập, đó là một cái việc báo động đỏ. Và nếu không khéo, các trường học của chúng ta đó ở nhiều nơi rơi vào tình trạng gọi là sử dụng phao đầy hết, và chất lượng đào tạo sẽ không có. Cho nên mong quý thầy quý cô cứ tự tin rằng là mình sẽ làm một cách dễ dàng, làm một cách dễ dàng các đề tài được đặt ra, không có gì là khó. Ở bên Ấn Độ thì phần lớn các trường đại học là đào tạo theo niên chế, một năm thi có một lần, và một ngày đó là học trung bình 5 tiếng đồng hồ. Mỗi một tiết đúng 60 phút chứ không phải là 45 phút. 9 giờ rưỡi là bắt đầu lớp học đến 10 giờ rưỡi. 10 rưỡi học thêm một tiết nữa, không có nghỉ ra giữa giờ, giữa 2 giờ đến 11 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Tiết thứ 3 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Đúng giờ là giáo viên đi ra, người khác đi vô. Rồi sau đó nghỉ ăn cơm một tiếng. 1 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi. Như vậy sinh viên và giáo viên, giáo sư gần như là có 8 cho đến 12 giờ tại trường. 9 giờ rưỡi là học. Phần lớn sinh viên siêng năng á, khoảng 8 giờ là có mặt tại thư viện để học trước à. Và ở cho đến 3 giờ rưỡi chiều mới xong. Một số sinh viên siêng nữa ngồi lại tiếp tục ở thư viện học cho đến 6 giờ chiều mới đi về. Còn các giáo sư có trách nhiệm ngồi ở phòng riêng của mình. Ở nước ngoài thì giáo sư nào, giáo viên nào cũng có một cái phòng riêng hết. Và cái cửa phải có cái kiến để công khai hóa cái việc nghiên cứu của mình. Lúc nào cũng ngồi trong đó, không có giờ học, không có giờ dạy thì phải ngồi trong phòng. Sinh viên nào có vấn đề thắc mắc là tới gõ cửa phòng vô tư vấn. Đó là trách nhiệm của nhà giáo, đó là quy chuẩn bắt buộc. Ở Việt Nam chúng ta thì chưa có được những yêu cầu này, bởi vì trường lớp chúng ta quá nghèo, phòng ốc quá ít, không gian quá hẹp, đầu tư quá kém, cho nên sinh viên thiệt thòi. Còn thư viện quá tệ, tức là cái gì mình cũng kém yêu cầu so với quốc tế. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8 394 121
0838333514, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.